Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục giao lưu với anh em một cây hồng ngọc mai siêu mini anh em ha Cái này là cây quái nha Bộ tán đã được làm đầy đủ rồi, anh em về cắt con rồi mình chơi thôi ha Riêng dòng hồng ngọc mai thì sức sống rất là khỏe nha anh em Dùng miền nào mình chơi cũng được ha Và nắng đủ là nó sẽ cho bông cho trái nhiều thôi Không cần phải uh, kích bón gì hết ha Rồi cái này là được vô một cái chậu đẹp luôn rồi, anh em về khỏi cần phải thay chậu nha Rồi anh em so sánh với các bạn giúp Cường ha Rất là nhỏ anh em đi đâu cầm theo mình uống cà phê đồ này kia thì nó cũng rất là hay ha. Rồi cái hồng ngọc mai siêu mini quái này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 550k chưa bao gồm phí ship anh em nha. Cường xin nhắc lại là 550k chưa bao gồm phí ship ha. Rồi anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, nó là 0374 113366. Cường xin nhắc lại số điện thoại là 0374 113366 với giá là 550k chưa bao gồm phí ship anh em nha. Rồi Cường xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.